Đây là cách mà người dân ở xã Nậm Bồ qua suối vào những ngày mưa lũ. Một cái bịch ni lông vừa một người chui vào. Những thanh niên khỏe mạnh nắm lấy cái đầu của cái bịch và bơi qua suối như thế này. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm trực chờ người dân nơi đây khi dùng cách nguy hiểm như thế này để vượt qua suối. Những người được ngồi trong tù nguy hiểm là thế, nhưng vì cuộc mưu sinh, người dân vẫn phải mạo hiểm cả tính mạng của mình để làm những điều không tưởng. Và cũng bằng cách này, những cô giáo ở trung tâm đã vượt suối vào bản đem con chữ cho trẻ em nơi đây. Dù nguy hiểm, nhưng họ không ngại dấn thân và bám bản từng ngày. Đến bờ rồi. Không xách túi đấy, từ từ. Rồi thôi, nó nhìn một tí nó, rồi thôi nó. Thôi, quậy một tí mới dậy. Ôi trời. Hãy